kiện đã ráp cái lò kéo 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi ha. Đây thì đây mình sẽ giới thiệu cho các anh em hai cái mẫu mạch, hai mẫu B162 ha. Đây, đây là mẫu mạch dạng dài nè ha, còn một mẫu mạch khác là dạng rút gọn ha. Đây thì kích thước mình có đỡ dưới phần mô tả ha. Đó, đây đây là kích thước 12 31 15, còn loại rút gọn này là 12 nhân 25. Thì cái dạng ba mạch bên trong thì nó giống nhau ha, dạng ba mạch bên trong giống nhau, nhưng là cái dạng kích thước mạch nó khác nhau để cho các anh em sử dụng tùy theo thùng lo khác nhau ha. Đây là sử dụng ICT3162, công suất của nó là 150W thôi. Thì đối với cái mẫu mạch ICT3 thì nó đánh được lo 4 tấc đơn ha, 4 tấc đơn thôi hoặc là 3 tấc đôi. 4 tấc đơn của nó đánh con 51 thôi ha, con 51 thôi ha. Còn 3 tấc đôi á thì con của nó tầm 38 đến 42 là vừa ha. Nếu cao hơn thì nó kéo không nổi đâu ha. Đó, thì mình cũng nói rất rõ ràng cho các anh em. Đây, bên trong ba mạch đây. Đó. Thì đối với cái mẫu mạch bên mình đa phần nó đều có chức năng là chống hú hết ha, chống hú hết. Thì mình ca ngồi gần loa thì mình không sợ hú hí vậy ha. Đó, dạng lập trình. Ha, dạng lập trình ha. Cái tiếng của nó, cái tiếng ca nó tuyệt vời lắm. Chút xíu mình sẽ đó cho các anh em xem ha. Đó, ngoài ra, ngoài ba mạch ra nó còn một số linh kiện để mình lắp ráp thành hoàn thiện một cái lo kéo ha. Cái lo lo bát, lo chép ha, micro. Thì nói chung mình cung cấp đầy đủ cho các anh em. Các anh em cứ liên hệ với bên mình, đều có đầy đủ để lắp ráp một cái thùng lo hoàn thiện ha. Ok ha. Rồi bình ắc quy. Thì nếu anh em nếu mà không sử dụng điện bình thì mình có thể sử dụng điện 220 đều được hết ha. Đây, nó có nguồn xung nè, mình có thể gắn điện 220 mình sử dụng. Còn nếu mà sử dụng cho lo di động thì bắt buộc mình phải có bình ắc quy ha, bình ắc quy. Đó. Thì đối với mẫu mạch này, những cái mẫu mạch lo kéo á, đa phần mình sử dụng micro không dây ha. Mình lắp vào đây. Đây, đúng không? Bên này cũng tương tự như vậy, tại cái bo này bên trong nó có điện thì mình đang cắm điện luôn nè ha. Mình quay ít thôi. Mình cũng quay cho các anh em xem. Chúng giống y chang như bo mạch TB dạng dài. Nó có hai dạng ha. Đây lắp micro không dây thì nó lắp dở lắm ha. Nhìn anh em thấy nó khó khăn chỗ phần lắp micro không dây á. Theo mình thấy là nó đơn giản lắm, chỉ cần lắp cho nó trùng chân là cắm vào hoạt động ngay, rất là đơn giản ha, không gì phức tạp hết. Thì đối với cái mẫu mạch này nó khác với mẫu mạch dài là ngay chỗ phần live stream á, live stream bên ba dài là live stream dài, đây phần khối live stream này, còn bên này là có khối live stream, nó là live stream ngắn. Cổng live này, cổng kết nối với điện thoại này, cổng kết nối với tai nghe này ha, monitor. Rồi mình quay các phím chỉnh, các nút chỉnh cho các anh em. Von bass chép nè, echo nè, mid von nè, mid bass mid chép nè, guitar von nè ha, guitar von. Đó. Thì ngoài ra một số chức năng khác thì nhìn chung những anh em mà để sử dụng qua lo kéo thì đã quá thông thuộc rồi, mình cũng không giới thiệu nhiều. Một số anh em mà chưa có rành thì không biết chỗ nào thì hỏi mình trả lời chỗ đó cho thuận lợi ha, thuận tiện ha, chứ mình giới thiệu nhiều quá nhiều anh em nói là đây là những chức năng này dở quá mà giới thiệu hoài ha. Ok ha. Rồi bây giờ mình thử test tiếng micro cho các anh em ha. Đây tiếng micro. Mình thử tiếng micro cho các anh em ha.
Thì mình cũng nói cho các anh em ha, và những giàn mạch này đều có chức năng chống hú hết, cho nên mình ngồi trước lo mình kê thoải mái luôn ha, không sợ hú hí gì hết ha. À, để biết nhận diện nó có chức năng chống hú hay không thì mình có kiểm tra mic volume này, tăng lên cao này. Rồi cái đây nè, volume này mình đỡ mức 6 là vừa, tăng cao quá thì nó vỡ tiếng đi ha, nó không có hay. Thì các anh em thông thường mua cái mic mà chỉnh tần số của bên mình nè, dùng pin 18650 nè, thì mức 6 mức 7 là vừa, mình đừng có ham cao quá nó không hay đâu ha. Đây em thử lại cho các anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
trẻo, đặc biệt là cái tiếng micro á, cái tiếng micro á. Nếu mình chỉnh cái echo này nè, mà nó dạng chỉnh nhẹ lại ha, thì cái tiếng nó gần giống tiếng reverb. Mình thử cho các anh em. Đây là dạng lập trình nha. Còn dạng những cái ISO truyền thống trước đây là mình không bắt chước được đâu. Còn đây là gần giống như tiếng reverb. 1 2 3 4 1 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
Ok, mình chuyển qua test nhạc cho các anh em ha. À, đánh lực hay không ha. À. Đi đi. Đưa điện thoại lắp xuống tí. Bắt hay bắt thôi. Các anh em chờ xíu mình bắt Bluetooth ha. Đây. Thì đây nó có lắp đường led nháy theo nhạc nè, bên trong nè có led nháy theo nhạc nè. À, lắp vô đây nè. Đây cũng vậy tương tự nha, hai ba mạch TV giống nhau mà ha. Ok, trong lúc chờ chút xíu mắc Bluetooth mình thử lại tiếng micro cho các anh em nè. Đây.
Ok thì mình nhớ mình sẽ chưa video game mỗi ngày nhé, khỏe tiêu hóa tăng cường đề kháng ngu ngay. Ok thì mình sẽ thử nhanh cho các anh em một chút xíu thôi ha, để mình thấy được cái tiếng ca của nó, cái tiếng ca của bo mạch TB này nó tuyệt vời không ha. Ok thì nói lại chút xíu về cái một số cái linh kiện để ráp thùng lo 4 tấc đơn hoặc 3 tấc đôi ha. Đây là hai cái mẫu mạch TB36D2, công năng là như nhau ha. Đó, kích thước các anh em thích dạng dạng dài hoặc dạng rút gọn tùy theo cái dạng thùng các anh em sử dụng ha. Đó, ví dụ như mình đóng cái dạng mà thùng full á thì mình nên chọn cái loại nó dài, nó cân đối ha. Còn nếu mà đóng dạng thùng mà dạng rút gọn á thì mình chọn cái dạng này thì nhìn nó hợp lý hơn. Nó đẹp hơn. Ok không? Đó, thì mình sẽ mua thêm loa chép, loa bass, mua micro ha, đầy đủ ha. Nếu các anh em nếu mà cần linh kiện nào thì cứ liên hệ với bên mình ha. Mình kết thúc video tại đây.